Cái này là cái máy đánh đánh sọc highlight từ cái bề mặt nó giống như này đó, bề mặt này, bề mặt này là mấy rồi em? Dạ. N4 hay highlight vậy? N4. À, cái mặt N4 vừa đánh highlight à? Qua cái highlight. À rồi. Qua cái hệ thống này nè, đánh qua cái máy này đó. Rồi qua bên kia. Rồi qua bên kia. Qua bên này là ok rồi nè. Qua này là cái nó ra cái sọc highlight rồi nè. Cái này là đẹp rồi. Để mà vô làm mấy cái bếp, mấy cái thang máy đồ đó. Được không? Qua tới này là đóng dán keo. Cái máy này là nó dán keo lại này. Dán keo lại. À. Đúng rồi. Em ở 126 Trường Sa. Trường Sa. Phường 15 quận Bình Thạnh. Ok.